Kênh YouTube bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả anh chị. Thì hôm nay Phan em xin làm một đề tài cực kỳ thú vị về thị trường nho hiện tại của Việt Nam mình. Thì hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều nho ngoại đang không rõ nguồn gốc và đang nhập tràn lan về Việt Nam mình và kể cả Ninh Thuận quê em là quê hương nho, nhưng mà ngoài chợ thì cũng rất nhiều sản phẩm. Vậy nho ở ngoài thị trường và thường là gắn mát nho Ninh Thuận thì hôm nay em với ba em sẽ chia sẻ và so sánh các anh chị về nho, những giống nho nào ở Ninh Thuận và nho ngoại nhập không rõ nguồn gốc thì sẽ như thế nào nha. Thì mời các anh chị gặp ba của em để mình bắt đầu đi vào việc so sánh. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ thì hiện tại thì trên thị trường và đặc biệt là thị trường ngoài chợ ở tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam mình là hiện tại là một lượng nho rất là bắt mắt và cũng như là đủ loại hình dạng kích thước đang tràn vào Việt Nam mình. Thì đây là một đề tài cực kỳ đặc biệt và cũng như là nhức nhối đối với người tiêu dùng Việt Nam. Vậy thì hôm nay hai vợ con mình sẽ làm một video chia sẻ về kinh nghiệm nhận dạng nho Ninh Thuận với nho đang nhập về tràn lan và không rõ nguồn gốc tại Việt Nam mình nha ba. Thì trước hết cũng xin chào các anh chị và các bạn và cùng quý khách đó, là những người tiêu dùng. Dạ. Đó thì hôm nay là farm tôi cũng là chia sẻ là nhận xét là coi những quý khách để biết là nho nào là nho nhập. Dạ. Đó là nho nào là nho của Ninh Thuận qua tôi. Dạ. Đó thì bây giờ là các anh chị và cùng quý khách để xem đó là để nhận biết rõ thêm về nho nhập và nho Ninh Thuận. Dạ rồi, đây bây giờ bắt đầu con quay vào hai cái giỏ nho đã được ba con mình chuẩn bị đó. Thì hai giỏ nho này thì các anh chị hãy xem và hãy trước khi em với ba em bọc mí nho là nho Ninh Thuận và nho nào là nho ngoại nhập và đang tràn lan thị trường thì các anh chị hãy lựa chọn trước nha. Và bây giờ bắt đầu ba em sẽ bắt đầu đưa ra hai cái giỏ nho nào là của Ninh Thuận mình và giỏ nho nào là hàng đang nhập trôi nổi trên thị trường đó ba. Thì bây giờ trước hết là tôi cũng chia sẻ cho quý khách nhận thấy là cái phần nho của nho nhập trước. Dạ. Đó, đây là cái giỏ bên bên tay phải tôi. Dạ, tay phải. Đó là nho nhập. Dạ. Đó là các bạn nhìn cái đây, nho nhập mình sẽ đi vào nho nhập nha. Từ các nước ngoài về nè. Đây. Đó, dạ. Các quý khách là xem cái chùm nho. Đây là nho đỏ nha. Dạ. Đó mà trái nó rất bự. Dạ. Đó, đồng ý cái cuống nè, cái cuống của nó bị đen rồi. Khô. Đó, nó chứng bị khô rồi. Đã nhập vô à. Nhiều ngày đó là các quý khách là nhìn là biết là nhìn vô là biết nho nhập liền. Dạ. Nho ngoại á. Dạ. Đó thì đây là cái nó nhập là không biết bao nhiêu ngày về đây không biết. Ừ. Mình không rõ. Dạ. Nhưng mà là về đây là mình thấy là cái cuốn nó bị khô rồi. Dạ. Nhưng mà các bạn là nhìn cái trái nè. Dạ. So sánh coi thử nó kích thước cỡ nào tại mình đôi lúc mình quay mình chưa biết. Nó hiện tại là đây là hình tròn và nó to tính ra là phải gần gấp đôi ngón tay cái của mình đúng không ba? Đúng, nó phải là gấp đôi luôn chứ gần gì. Dạ đây này. Gấp đôi ngón tay cái luôn. Tại đôi lúc quay thì mình chưa có nhận dạng được cái tỷ lệ kích thước của chùm nho. Đúng. Đó. Và ngoài nho này thì hiện tại thì ở ngoài chợ đang còn bán những loại nào nữa ba? Giới thiệu ra sơ một lần và giới thiệu nho Ninh Thuận và bắt đầu mình đi vào so sánh chi tiết từng loại với nho Ninh Thuận của mình luôn ba. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại cho quý khách rõ là đây là nho đỏ. Dạ. Tầm nho đỏ nè. Cuốn nó khô nhưng mà trái nó vẫn cứng. Dạ. Tôi bóp vô nó cứng ngắc luôn. Dạ. Đó là cái tầm nho đỏ nha. Dạ. Còn đây là cái nho là hai trái là một nè, nhưng mà cái đó 52. Đó, ở Ninh Thuận tôi là kêu nho 52 nè. Nhìn là nó đó. Tương tự như nho 1523 ha. Đúng, nó tương tự như nho 52 thôi, nhưng mà nho này là nó chú ý. Nhưng mà nho này là nó không có hạt. Không hạt. Rồi. Đó, nho nhập là nó không hạt nha. Dạ. Mà cái trái nho 52 này là tôi thấy nó hơn nhỏ đó, hơn nhỏ hơn nho Ninh Thuận đó. Rồi, cho nét ba con mình so sánh.
là cái này là cũng là năm hai nè. Dạ, và đây một đó. chùm nho Còn mà đây là cái quý khách là nhìn thiệt rõ nha. Đây là chùm nho mẫu đơn. Dạ, đó, mẫu đơn thấy mà đó. Cái quý khách là Đây nhìn con là quay cái thấy bao bì này. thấy chùm nho dễ sợ. Bên đây là ghi là nhân doanh nghiệp trái cây A Quý này. Đúng. Đó, chùm và nho hình dễ con sợ rồng luôn. này. Đó, Đó. A Quý rồi. Đó. Ừ, Nhưng đây gọi mà là nho mẫu đơn không ba ha? Nho mẫu đơn. Dạ. Đó là cái chùm nho mẫu đơn nho nhập nè. Rồi ba gỡ ra cho các anh chị đó. Xem luôn. Là bây giờ cái quý khách là tôi mở ra nha. Dạ, mở ra thử nha. Rồi hiện tại nha, đó. Em xin chia sẻ các anh chị thường á nhức nhối hơn là tất cả những sản phẩm nho này đi vào cái tỉnh mà farm em hay đi đó. Du lịch và Thấy thấy chưa? nho á, thì thường là cái tỉnh nó là nho Ninh Thuận và làm cho khách hàng hiểu nhầm rằng đó. Ninh Thuận có những loại này và đó. đặc biệt là cả Ninh Thuận ở quê em luôn. Và Thấy không? người bán lại nói là cũng là nho Ninh Thuận đó. Cái Đây quý khách là nhìn cái chùm nho khủng khiếp. Trời ơi, mẫu đây ha. mẫu đơn ba. Đúng, tôi Chùm này không muốn mua là cái rưỡi này. là chủ vườn nho, nhưng mà tôi làm nho mẫu đơn là tôi thấy cái chùm nho nhập là khủng khiếp, Dạ không biết. rất khủng khiếp. Dạ. Trái chùm thì kích cỡ là lớn nhưng mà trái Một ký rưỡi đó. nó rất bự. Ừ. Đó, một chùm này là 1,5 ký. Dạ. Đó là quý khách là nhìn cho rõ nha. Dạ, em xin chia Đó. sẻ thêm nha. Đây, farm mua về là để quay thôi. Và sau khi quay xong thì đảm bảo là sẽ đi hủy thôi chứ không dám ăn, bởi vì nguồn gốc thì không rõ rồi. Mình không rõ, và mình không rõ nguồn và gốc. với cái giá thực tế hiện tại bán ngoài chợ mà farm em chưa trả luôn. Đây là 1 ký là 170.000 1 ký đó. Còn với nho đỏ, đỏ này là đỏ có hạt này, trái bự này, đó là 800.000 1 ký, em không trả nha. Đây là nho trái dài này mà nho không hạt này, nó tương tự nho hồng nhật hay là nho 152 farm em á, là 100.000 một ký, là farm em chưa trả giá đó. Đó, nhưng mà mua về thì đầu tư bỏ ra chi phí để mua về để có tài liệu quay cho các anh chị, và dùng xong thì đảm bảo là farm em sẽ hủy chứ không có ăn, bởi vì nho này thì đảm bảo chờ một tí nữa thì em với ba em sẽ nói như thế nào rồi mà lại mình không nên ăn những nho này nhé. Rồi đó, bây giờ mình đi vào mình xong cái rổ nho này là nho ngoại nhập và không rõ nguồn gốc rồi, và ba giới thiệu thêm cái nho những cái nho nào mà chính là gốc của nho Ninh Thuận này. Còn đây là thường là đi các tỉnh là gắn mát là nói là nho Ninh Thuận thôi, nhưng mà đây là không phải nha các anh chị. Đó, nguồn gốc thì đảm bảo là sẽ không rõ ràng và nói nho Ninh Thuận, bởi vì anh em cả nước thì chỉ biết Ninh Thuận là làm nho đó, và chủ yếu là nói về nho luộc Ninh Thuận mà thôi. Đó, đây đây là những chùm nho và ba giới thiệu từng loại luôn đó. Rồi bây giờ là các quý khách là nhìn cái vỏ nho là bên trái tôi. Dạ, bên Đó, bên trái. trái tôi là nho là thiệt là mới là nho Ninh Thuận. Dạ rồi. Đó. Đó, nói chung là mình nho là nước Việt Nam nhưng Dạ. mà nói riêng là nho Ninh Thuận. Dạ. Đó, là các quý khách là nhìn cái chùm nho đỏ nè Dạ của đây. nho Ninh Thuận tôi nè. Đây. Đó. Rồi trong đó mình so sánh cho khách Rồi quan luôn ba. các bạn là cho. Đây. Đó, thấy chưa? Đây. Cái chùm nho đỏ của Ninh Thuận tôi là cái trái nó là cỡ này thôi, Dạ, đây vẫn có nó hẹn trung bình ba thôi ha. mà nó có hạt. Nho Dạ. đỏ thì phải, đương nhiên phải có hạt Vâng. đó. Rồi các quý khách là nhìn là nho nhập nè, Dạ. đó là trái nó là coi như là to, là cùng một trào một vực luôn Dạ rồi, đó, rồi là tiếp thấy tục. mình thấy nó khác liền Ừ, tiếp tục. Đây, đó. đầu tiên là ở Ninh Thuận em sẽ có nho đỏ nha. Đúng. Còn hiện tại thì các anh em các tỉnh thì đang trồng nho cũng rất nhiều, và em cũng làm trong mảng chuyển giao kỹ thuật nho cho anh em 63 tỉnh thành, nên là tất cả những giống nho nào ở Việt Nam mình đang làm ra được và đang ra thị trường này, thì farm em đã biết rồi và cũng đã tập hợp lại trong cái rổ này đã, farm em đã chuẩn bị đó. Và chờ lát em sẽ chia sẻ thêm những cái loại nho mà đang mới bắt đầu phát triển mà chưa có sản phẩm thì em sẽ chia sẻ sau. Đó, rồi tiếp tục. Tiếp tục ba. Đây là cái chùm nho năm hai. Đây, 152. Đó, 152 là nó cũng tương tự trái y như nho nhập. Dạ. Đó, nhưng mà tôi thấy là nho năm hai như mùa nóng này á thì thấy là trái nó cũng không bằng mùa lạnh, Dạ. nhưng mà mình nhìn là trái nó cũng hơi lớn hơn 152 ốm của mình thì to hơn của không Ninh ba? Thuận á. Đây Ừ. là trái nó cũng hơi lớn hơn của nho nhập. Dạ, và 152 của Đó. mình là có hạt không hạt ba? So sánh đi cho chị dễ nhận dạng luôn. 152 ở Ninh Thuận là đương nhiên là nó phải có hạt Có hạt chứ rồi, nó không phải bên đây không hạt. là không hạt rồi. Còn bên đây nho nhập là không hạt. Dạ, Đó.
Rồi, ngoài ra farm mình hiện tại Ninh Thuận mình có thêm những loại nào nữa, giới thiệu cho các chị cùng biết không ba? Đây là nho Hà Đen. Hà Đen. Đó, Hà Đen là cái farm của tôi nè. Dạ, đang quay trên vàng là các chị. Là bữa nay là hiện giờ là đang thu hoạch nè. Dạ, kích thước, màu sắc và cũng như là cái hình dạng để nhận dạng ba, để cho các anh chị xem mình để có thể ra ngồi chợ mà nhận dạng được nho nào là nho Ninh Thuận, nho nào là nho không rõ nguồn gốc. Đó. Thì là các quý khách nhìn rõ nè, đây là cái chùm nho Hà Đen. Dạ. Là cái trái như mùa nóng này là nó không có lớn đâu. Dạ. Đó, như mùa nóng này là cái trái nó cũng trung bình thôi. Dạ. Đó, nó cũng so ra thì nó cũng tương tự bằng cái trái nho đỏ thôi. Đó, nó vậy đó, nho đỏ của Ninh Thuận nè. Dạ. Đó, để nhưng mà sắp cái nho này lên luôn. Đó, ông ba cầm ba cái luôn để cho các anh chị xem này. Đó, đó là ba cái, rồi ba cái. Đây ba cái. Đây. Đó, đây. Để con cầm cho ông ba cầm hai cái kia đi. Đó, đó. Đó, các anh chị xem. Đây. Đó, đây là chùm nho Hà Đen. Hà Đen thì không hạt không ba không? Hà Đen là đương nhiên là mới phải không hạt. Không hạt. Nhưng mà nó cái trái nó cũng tương tự tương bằng tự nho đỏ. Cái trái nho đỏ Ninh Thuận. Còn ngón tay tỏ là ngón tay cái không ba không? Đúng. Còn đây thì nó bằng gấp đôi ngón cái tay cái. Nó gấp đôi lần, cho ra nó gấp đôi trái nho của Ninh Thuận. Dạ. Đó là các bạn là nhận ra là chỉ biết cái nho nào là nho nhập. Dạ rồi. Nho nào là nho Ninh Thuận. Dạ rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là farm mình còn chuẩn bị rất là đủ loại. À, đây là nho xanh. Nho xanh. Đó. Nho xanh là nho xanh của Ninh Thuận. Dạ. Đó. Trái là nó cũng trương đó thôi. Dạ. Chứ nó cũng không có lớn. À, nói chung là nho Ninh Thuận là cũng giống nho nào cũng vậy là trương đó. Dạ. Chứ trái nó không có lớn bằng nho nhập được. Dạ. Và có hạt không hạt? Đúng là nho xanh là truyền thống là đương nhiên nó phải có hạt. Dạ. Và ngoài ra thì farm mình đang chuẩn bị thêm nho gì nữa ba? Còn chuẩn bị là cái chùm nho móng tay đen. Móng tay đen. Đó, móng tay đen. Móng tay đen. Đó, nhưng mà cái mùa nóng này thì trái nó cũng trung thôi. Dạ, và đối với Ninh Thuận mình khí hậu nóng thì thường là trái nó sẽ không lõm đít thôi ba. Không, ít lõm đuôi nè. Đó. Đúng rồi. Đó, trái là thì nó mùa ở xứ lạnh thì nó sẽ lõm đuôi nhiều hơn là xứ nóng. Nó núng cái đít lên. Và hầu như đặc biệt đối với nho móng tay đen này. Hiện tại thì thị trường trồng nho trên cả nước thì đang được rất là nhiều anh em các tỉnh quan tâm. Nhưng mà hiện tại nếu mà trồng hiệu quả và thành công là hiện tại chỉ có Ninh Thuận đang trồng thành công với năng suất lớn. Chứ hầu như là anh em các tỉnh vẫn đang đau đầu về cái giống nho này để trồng phát triển kinh tế. Nên đây là mô hình mẫu chủng nha. Còn ở ngoài thị trường thì rất tiếc là em mua không có. Chứ mấy bữa trước thì em thấy có nhưng mà hiện tại em mua là không có nên là không có hình ảnh so sánh. Nhưng mà thường với ở ngoài thị trường á thì trái nó gấp đôi và nó tương đối lõm đuôi nha các anh chị. Còn này nè là nó tỷ lệ ít, tầm khoảng 20-50% lõm đuôi thôi. Còn đa số là nó sẽ dài như thế này. Đó. Ngoài ra thì mình còn có một loại nho kẹo dưới đây nữa ba. Đó. Thì trong cái rổ này á thì farm em đã chuẩn bị là 6 loại này. 6 loại nho mà có thể nói là điển hình của nho Ninh Thuận rồi. Còn ngoài ra thì còn có nho mẫu đơn nữa, mẫu đơn thì khách là nhìn đây là chùm nho kẹo nha. Nho kẹo. Nho kẹo ngọt nè. Dạ. Kẹo ngọt thì đương nhiên là nó phải nhỏ trái thôi. Dạ. Nó nhỏ hơn nho đỏ. Ừ. Đó, nhưng mà ăn nó có vị thơm. Dạ. Là đúng là nho Ninh Thuận. Và có hạt không hạt ba? Nho kẹo ngọt này là đương nhiên nó phải có hạt. Dạ. Đó, đương nhiên nó có hạt. Rồi, bây giờ tiếp theo là công đoạn mình sẽ cắt ra từng loại để các anh chị so sánh. Đây. Đây và bắt đầu mình sẽ cắt ra mình sẽ nhưng mà đó. Chia sẻ với khách là rất tiếc là cái nho mẫu đơn của tôi đó là nó chưa có chín. Đó. Cho nên là tôi chưa có cắt để so với cái nho ngoại. Dạ. Đó là nó chưa có chín. Nhưng mà chờ lát hai ba con mình cuối video thì sẽ dẫn các anh chị đi thực tế vườn nho mình đang có luôn để cho các anh chị mắt thấy tai nghe đây để thấy tận vườn của mình là thực tế farm mình đang có những cái loại nho đó luôn ba. Đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt những cái ba loại nho bên nho nước ngoài không rõ nguồn gốc này trước ba. Bây giờ tôi dùng dao là tôi cắt ông, cái ông ba để dưới rơm này. Cái dưới rơm được tôi cắt cái trái nho đỏ trước đi. Đó. Nho đỏ. Đỏ này là đỏ nước ngoài. Ừ. Giá hiện tại là em mua mà không trả là nho nhập nè. 80 ngàn một ký. Nho nhập là tôi bổ ra nè. 4 hạt. Đó thì đây. Nó cũng có hạt. 4 hạt. Đây, rồi tiếp tục. Tiếp tục là rồi, bây giờ tôi cắt cái trái nho 52 đi. Dạ, nho 52 của nhập nè. Đó. Đây. Nho 52 của nhập nè. Đây, đó, xác ra mình có một trái để làm mẫu luôn này. Đó. Đây, anh chị dễ nhận dạng. Nho nhập là nó không có hạt nha các quý khách.
Dạ. Đó, nó đây, không có hạt. Hạt. Rồi, đó. Ông bà để dưới đây luôn. Nó không có hạt. Rồi, đó. Tiếp tục cái nho màu xanh. Rồi, bắt đầu là mẫu đơn tôi này. Cắt cái trái nho mẫu đơn. Dạ, đây. Ồ, nho mẫu đơn ú ra. Nó to, kích cỡ nó to. Dạ. Đó. Cái mẫu đơn này là cũng không hạt luôn. Không hạt. Nha, quý khách. Cũng dạ. Không có hạt luôn. Rồi, ông bà để trên đây luôn này, để trên đây luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ cắt bên nho của mình. Đây, em để ba cái mẫu đây. Đó, ông ba để song song đây luôn nè. Để con rồi, bây giờ nha. Tôi cắt là cái trái nho xanh trước đi. Dạ, nho xanh. Đó. Nho xanh của Ninh Thuận nha. Nếu mà mua không làm hàng mà muốn ăn nho Ninh Thuận á thì xem video này có cách nhận dạng thì mình sẽ có sự lựa chọn đúng hơn. Nho xanh của Ninh Thuận là nó có một hộp cùng hai hộp thôi. Nó không có bốn hộp được. Đây, rồi. Nha. Một hộp cộng hai thôi. Dạ đây. Thì thường á khi mà em đi du lịch, đặc biệt là Đà Lạt hay là Nha Trang, các tỉnh lân cận, thì khi farm em mà thấy nho là em thường tới và em hỏi thì rất là khó chịu khi mà các anh chị nói là nho Ninh Thuận đó mà không có nói nho đó mình nạp nước nào để cho người tiêu dùng có thể biết và có sự lựa chọn đúng hơn, mà cái này là cứ gắn mát Ninh Thuận. Sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu và cũng như là chất lượng của nho Ninh Thuận so với những sản phẩm mà đang bán trôi nổi trên thị trường đó. Rồi tiếp tục bây giờ tôi cắt cái nho đỏ, đúng rồi, nho đỏ đi, nho đỏ, nho đỏ của Ninh Thuận nè. Dạ. Đó, trái nó cũng cứng. Dạ. Trái đàng hoàng. Dạ. Và em xin chia sẻ thêm, hiện tại Ninh Thuận nho đỏ là nó cũng có hai hạt thôi. Hai hạt không ba không? Hai hạt thôi. Đây là bốn hạt luôn. Khách. Nó rồi. Có hai hạt thôi. Rồi. Một bên hạt thôi. Rồi. Nhìn thì nó cũng tương đồng nhau nhưng mà cái này là khác nhau về kích thước và khác nhau ở độ hạt này. Đó, rồi. Rồi bây giờ tôi cắt cái 52. 52. 52. Rồi. Đó. 52 của Ninh Thuận đó. Dạ. Tham em thì luôn chia sẻ. Năm hai của Ninh Thuận thì nó cũng có hạt nhưng cái quý khách là nó cũng có hai hạt. Hai hạt. Rồi. Đó, thường là nho Ninh Thuận mà có hạt là hai hạt hết. Dạ rồi, đây. Đó. Hai hạt hết. Rồi, tiếp tục. Rồi bây giờ tôi cắt cái trái nho là hạ đen đi. Dạ, hạ đen. Đó. Đó. Hạ đen là chắc chắn là nó phải không hạt rồi. Dạ. Thì hiện tại thì em cũng thông tin cho các anh chị thêm. Hiện tại là thị trường Việt Nam mình thì nếu mà ra cho ra thương mại nha. Còn mà nếu mà vẫn còn nghiên cứu thì cũng rất là nhiều giống và farm em đang chuẩn bị ra rồi. Nhưng mà đây, đang ra thương mại. Cái quý khách là nhìn là hạ đen là chắc chắn là nó phải không có hạt. Đó, hạ đen. Đó, đây em sẽ để phía trên nha. Hạ đen không hạt. Đó. Rồi còn một cái thứ nho nữa là nho... Đây, nho ngón tay đen này. Rồi nho kẹo nữa ba. Nho ngón tay đen. Ngón tay đen với nho kẹo nữa. Đó. Là tôi cắt cái trái nho ngón tay đen. Đây các anh chị. Đó, ngón tay đen là cũng chắc chắn là nó cũng không hạt rồi. Dạ. Đó. Đó, cái nãy em nói giữa chừng thì Ninh Thuận hiện tại thì đang có, và đặc biệt là farm em. Đây đang có các quý khách là hạ đen, nho... ngón tay đen và mẫu đơn là ba. Ngón tay đen là còn chắc chắn là nó cũng không có hạt. Khác, không phải là của Ninh Thuận. Không có hạt. Nó riêng và cũng như là cả nước mình nha các anh chị. Đó, nếu mà cho ra thương mại đó. Đó. Đây, ba dòng không hạt đây. Các anh chị xem thấy không? Không hạt. Và đó. Còn đây là còn một thứ nho kẹo ngọt. Nho kẹo nữa. À, rồi, 1, 2, 3, 4 rồi, 5 rồi. Kẹo ngọt nha. Kẹo ngọt là 6. Kẹo ngọt nha, quý khách. Đó. Đó. Kẹo ngọt là nó còn hạt nhưng mà nó có 4 hạt là... 4 hạt. Đó, nhỏ. Nó nhỏ nhưng mà nó có 4 hạt. Và đặc biệt, các anh chị mà thích giống này á, thì thích cái hương thơm của hương cái thơm. Dòng nho này. Đó, chứ còn hạt thì nó tương khuyết điểm là hạt tương đối nhiều. Đó, và cơm tương đối mỏng. Và nhìn chung á thì nãy giờ hai ba con mình đã cắt rồi á thì ba hãy cảm nhận mình về nho không rõ nguồn gốc thì ví dụ như là khả năng của nó chịu đựng ở cái điều kiện nhiệt độ như thế này nè mà ba mình đã thử tầm nửa tháng á thì nó sẽ như thế nào so với nho Ninh Thuận của mình không có dùng chất bảo quản hay là để bảo quản nho được lâu hơn. Nho mình là để tự nhiên và cắt trong ngày, gửi trong ngày cho khách. Đúng không ba? Đó. Thì quý khách là bây giờ tôi so sánh là cái nho nhập và nho Ninh Thuận. Dạ. Là cái độ
cái độ mà để lâu á, dạ. Nhưng mà không bỏ tủ lạnh luôn, dạ. Đó, nhưng mà để ở ngoài thôi, dạ. Đó, thì tôi sẽ nói rõ cho quý khách là xem, đó, đây là cái chùm nho dạ. Ngoại nha, nho đỏ nè. Cảm nhận của đó. Ông ba đó. Và như cảm nhận tôi á, mà như tôi mua là một những cái giống nho ngoại giờ á, là bây giờ tôi để ở ngoài thôi. Đồng ý cái cuốn nó đen đó, quý khách là nói rõ cho quý khách rõ luôn đó, là đồng ý cái cuốn này nó đen thui, nó không còn xanh nữa, nhưng mà nó cũng để khoảng nửa tháng, nhưng mà cái trái nó cũng vẫn cứng, dạ. Đó, nó cứng không ba? Nó cứng luôn nè, tôi bóp là nó cứng ngắc luôn, cứng. Đó, đó. Cứng. Đó là quý khách là xem rõ, dạ, chẳng hạn như cái chùm nho mẫu đơn này cũng dạ. Vậy chắc mình để một tháng chắc nó cũng như đó. Vậy luôn mà tôi mua là cũng nửa tháng rồi đó, nhưng mà tôi để ở ngoài thôi, không bỏ tủ lạnh luôn đó, nhưng mà cái cuốn là nó đen rồi, nó khô, cuốn khô luôn đó, bị là thậm chí là nó muốn gãy luôn, dạ. Đó, nhưng mà cái trái cũng cứng ngắc thôi, dạ. Sau video này á, thì hai ba con mình sẽ quyết định để cái này để nhiệt độ phòng cho tới khi nào mà nho này nó bị ảnh hưởng thì mình sẽ chụp lên cho các anh chị cùng xem luôn, còn thử thách là sẽ bao nhiêu nho này sẽ giữ được bao nhiêu ngày đó. Đúng. Còn đối với nho Ninh Thuận thì sao ba? Còn đối với nho dòng nho Ninh Thuận á, thì nếu mà mình để ngoài khô luôn, dạ. Mình không bỏ vô tủ lạnh thì lớn là khoảng một tuần thôi, dạ. Đó là cái cuốn nó cũng đen, dạ. Nhưng mà cái trái này nó bị mềm, dạ. Đó, nó không có cứng nữa, dạ. Tại vì là mình nho Ninh Thuận là quê tôi á, là không có dùng chất bảo quản gì hết, dạ. Đó là nó tự nhiên thôi, dạ. Bây giờ mình bỏ vô tủ lạnh á thì nó còn tươi lâu, dạ. Mà mình để ở ngoài á thì lớn khoảng tuần thôi là cái cuốn là nó đã muốn khô, dạ. Đó là cái trái là nó cũng mềm lại, dạ. Cái độ mềm của nó mềm lại, nho nào cũng vậy, dạ. Đó có khi là nó bị phân hủy và nó hư luôn ba, ừ. Nó không có cứng được, ừ. nó không có cứng lâu như nhập được đó, cho nên là nói cho quý khách là mình tiêu dùng là mình yên tâm hơn, dạ. Đó nói mình bỏ ở ngoài là mà nó khô nhưng mà ăn nó không mềm, dạ. Còn mình bỏ vô cái tủ lạnh á thì nó tươi lâu hơn, dạ. Nó còn được 10 ngày, mình ăn mình để được 10 ngày, dạ. Thì nó cũng vẫn còn tươi, nó lạnh, nó tươi, dạ. Đó. Và tiếp theo là hai ba con mình nãy giờ đã chia sẻ và cũng đã hướng dẫn các anh chị về cách so sánh rồi. Bây giờ ba hãy dẫn các anh chị đi thăm vườn của mình, bởi vì trời mình quay tương đối trễ, cũng gần 6 giờ rồi. Để trời tối thì các anh chị sẽ không thấy rõ. Đi, bây giờ hai ba con mình đỡ đây và mình sẽ đi. Các dạo quý khách là cùng em tôi. Đó, cùng tôi đi dạo. Dạ. Đó, dạo cái những cái giống nho mà farm tôi đang hiện nay đang có. Dạ. Và hiện tại đây là nho hạ đen hả ba ha? Đúng, đây là nho hạ đen là tôi đang thu hoạch nè. Tại trên vườn nha các anh chị. Đó. Và đây là đang thu hoạch tớ nho farm em. Giờ này là nhìn nó đen thui luôn. Dạ. Thì hiện tại thì cũng được nhiều anh chị yêu thích ủng hộ, nên là farm em khi mà nho chín thì hiện tại là cái sản lượng nho mà đang bắt đầu thu hoạch xuống thì vườn nho nó đã đang bắt đầu trống dần rồi, và hiện tại dưới vườn đây thì nho đang bắt đầu chín lên, thì em sẽ tiếp tục thu hoạch tiếp cho các anh chị. Và đây mình sẽ đi qua khúc này là qua cái khúc nho ngón tay đen hả ba ha? Đây là ngón tay đen. Dạ, đó giờ này không biết là thấy rõ không biết, dạ, camera mình cho đó độ sáng đó, giờ đó. Cái này ngón tay đen là nó đen bắt đầu chín tới không, dạ, trái nó mỏng con hơn và nó tương đối là trung bình thôi, còn đúng. Hầu như hàng mà ngoài thị trường nó rất là bự, có thể bự bằng ngón tay cái luôn á, đúng, hàng nhập là đương nhiên bự hết, dạ. Và một phần nữa nhập là bự hết, là đây là mùa phụ vào xứ nóng đó, xứ nóng nên là thường á là nho trái nó sẽ nhỏ hơn ở các vùng có xứ lạnh nha các chị. Đây là ngón tay đen. Dạ đây. Bây giờ mình tiếp tục mình qua vườn nho kẹo, rồi mình xuống cái vườn mẫu đơn đó. Thì em xin chia sẻ thêm, thì ngồi những cái nho em kể tên á, thì hiện tại trên thị trường vẫn có nho là nho bay ly này, hay là một số giống mới nho xanh trái tròn và đủ loại hết. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa ra thị trường nhiều, nên là đảm bảo mà hiện tại là cái sản lượng mà nho đang trôi nổi thị trường thì có thể nói là trung bình mà tính hàng tháng, cả tính ra phải cả
tiêu thụ nhập về chắc cũng phải trên cái tầm 100 tấn rồi, thì đảm bảo là không có cái vựa nho nào hay là cả nước mình 63 tỉnh thành thì không có đủ sản lượng mà cung cấp cỡ đó, nên là đảm bảo mà nho tràn lan ra thị trường đó, thì đảm bảo chắc chắn là không phải là nho nên thuộc nha các anh chị. Đó, đây Đây là là ngón tay đen. cũng ngón tay đen, ngón tay đen nha quý khách. Đó, rồi Đó, bên đây đây là nho là, kẹo. còn đây là nho kẹo nha, Đây, thực tế luôn, nho kẹo đây nè. nha. Đây là tấm bảng vườn nho kẹo này của nông Đó, trại Hồng Yến này. Đó, ông ba ra đây nè. Ủa, ông đó thì hồi tối rồi. nho kẹo, Đây. đây là nho kẹo. Đây, em sẽ quay xét Đó, vườn nè, nho nho kẹo. kẹo là nó cũng xum xơ Là luôn. tính chùm nữa cỡ đây thôi ba ha, và trái nó Đó, trung bình thì cũng cỡ ngón tay đây nè, nho ngón kẹo tay thì giữa hoặc thường ngón tay là, cái thôi. thường nho kẹo cái chùm nó không có bự. Dạ. Đó, nó nhỏ nhỏ hơn. Dạ rồi, tiếp Nhưng tục mình mà trái nó nhỏ đi hơn những xuống cái giống vườn nho khác. mẫu đơn hay gọi là nho sữa Hàn Quốc, hay là ở em gọi là nho sữa xoài. Đó, sữa xoài thì hiện tại nó được 2 tháng rưỡi thôi, nên là nho kích thước quả thì cũng Rồi. chưa có ổn định. Đây, ông ba xuống cái khu màu vàng á, cái khu đó cho nó thấp, mình quay cho nó thoải mái. Đây là vàng nho mẫu đơn, Đây, kính chụp. mà Đây, nho mẫu đơn là nó chưa có chín nha quý khách. dạ. Đó, bên này là tôi đang bao trùm. Dạ. Đó, bao cái mẫu bao khác. Dạ. Đó, bao trùm. Dạ đây, đây nè, xuống này Còn có cái chùm này nè, để con quay cho các chị xem. đó. Đây. Đây cái chùm này nè. Còn đây là bên này Đây là là tôi bao giấy. cái. Dạ. Đó. Đó một trái này. Bao này là tôi bao giấy. Dạ. Đó, bao giấy cho nó cái mùa nắng này là thường là nho mẫu đơn là nó không có chịu nắng, Ông ba gỡ. chịu nắng được. Ông ba gỡ một chùm Đó. bên này để mình bao dễ này, chứ mình không mất công. Đây gỡ chùm đây nè. Chùm chùm này cho các anh chị xem, tại đôi lúc chiều tối quá quay lại không cái chùm nào. Đây, chùm đây, Chùm nào? chùm đây. Ok không? Được rồi. Đây, cho các anh chị thấy thực tế nha. Tiếc là tầm cái này là 2 tháng nữa. 2 tiếng nữa Đó. thì kích thước nó lên sẽ rất ok. Chứ hiện tại thì ở mức trung bình khá thôi. Đó, đây nha các anh chị. Đó, đây là nho chính gốc của Ninh Thuận Farm em. Dạ rồi. Đó, nho mẫu đơn. Dạ. Đó, nhưng mà nó chưa có chín được, là Dạ. trái nó chưa có lớn được. Dạ. Đó, trái nó cũng còn tung tung thôi. Dạ, trung bình thì nó, khi nó chín thì nó sẽ gấp đôi cỡ đó, lớn hơn ngón tay cái. Đó. Thì farm em thì thực hiện áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên là hiện tại là đang bao quả để chờ nhỏ chín. Đó. Đây, đây là thiết kế cái khu du lịch của farm em. Rồi. Đó. Rồi, ông ba dẫn các anh chị xuống cái khu ngón tay đen này. Rồi hai ba con mình tóm lại luôn, rồi để cho các anh chị hiểu hơn và có một cách lựa chọn đúng đắn khi mình thích ăn nho nào á, là quyền của các anh chị thôi. Còn mình quay lên thì để chia sẻ thực tế để cho các anh chị nhận dạng thôi. Dạ đây. Còn cái vườn này là tôi bao cũng bao trùm giấy, nhưng mà bao cái bao nó màu xanh. Dạ. Đó, nó hai loại màu, Dạ. một màu trắng một màu xanh. Để các anh chị xem. Còn đây là cũng ngón tay đen luôn. Dạ. Thì Đó. vậy thì ông ba có lời khuyên gì dành cho các anh chị không ba? Thì tôi cũng có lời khuyên với các anh chị cùng với khách. Dạ. Đó là mình nếu mà mình tiêu dùng á, mình muốn tiêu dùng coi như là nho quả đó, là mình phải chọn những cái loại nho để mình thích hợp. Chẳng hạn như mình chọn cái nho ở Ninh Thuận mình á, như mình chọn những cái giống nho Ninh Thuận á, nói riêng là nho Việt Nam nói chung á, Dạ. đó là nó mình thấy nó yên tâm và nó an toàn hơn. Dạ. Còn nhưng mà mình cái nho nhập á, nho ngoại á thì trái nó lớn nhưng mà mình thấy mình tiêu dùng là nó cũng không có yên tâm. Dạ. Đó là cũng khuyên là quý khách là mình phải dùng nho nhưng mà mình phải chọn Dạ. đó, cái nào là mình hễ nó hiệu quả thì mình dùng, Dạ. còn nó không không hiệu quả thì mình đừng có dùng. Dạ Đó. thì tiếp tục em cũng thêm cho anh chị, thì video này á thì em với ba em á thì không có nói về vấn đề là lựa chọn nho ngoại hay nho Việt Nam, thì đó là sự lựa chọn của tất cả các anh chị, nhưng mà em có thêm lời khuyên góp ý cùng với ba em á. Ba em đã góp ý rồi thì em xin góp ý thêm. Ví dụ như mình muốn ăn nho ngoại thì mình lựa chọn những cửa hàng trái cây uy tín hay là những siêu thị thì uy tín, thì đảm bảo thì cái khâu nhập hàng nó sẽ tốt hơn và sẽ rõ nguồn gốc hơn, bằng việc là họ đã chứng minh
việc nhập hàng có hóa đơn chứng từ. Thì tốt nhất mà các anh chị mà muốn sử dụng nho ngoại á thì mình phải tìm hiểu thêm và nói chủ tiệm có hóa đơn chứng từ nào mà từ nước nào để về và có tiêu chuẩn như thế nào á, thì giúp cho mình bỏ một số tiền ra và mình ăn những cái sản phẩm chất lượng nhất đó. Chứ còn đa số như thị trường đang trôi nổi khắp cả nước và đặc biệt là khu lề đường và cũng như là khu chợ, thì như Pham em như cái nãy nói là đôi lúc em đi Sài Gòn thì vào Sài Gòn thì nói những cái nho mà cái nãy em với ba em quay á là những nho mà mua về á thì đa số người bán thường nói là nho Ninh Thuận, nhưng mà thực tế thì Pham em là chuyên về nho thì đi thì thấy là không đúng rồi, nên là các anh chị phải có thêm suy nghĩ vì sao lại họ nói là nho Ninh Thuận đó. Còn nếu mà nho mà có nguồn gốc chính xác và cực kỳ an toàn rồi á thì cứ tự tin nói là của những nước cao cấp và có chứng minh chứng từ rõ ràng á, thì đảm bảo thì người tiêu dùng thì vẫn ưa chuộng những sản phẩm uy tín và rõ nguồn gốc từ nho ngoại đó. Thì video của em với ba em đến đây cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi, rất đầy đủ rồi, thì mong muốn một điều á là để cho các anh chị nhận dạng được đúng cái loại nho, nho nào nho Ninh Thuận và nho nào nhập và nho nào nhập uy tín, thì để các anh chị có sự lựa chọn đúng hơn và khách hàng thì có sự lựa chọn thông minh hơn để giúp cho mình bỏ một số tiền ra và mình ăn những sản phẩm chất lượng nhất và an toàn đến sức khỏe mình nhất. Vậy video của hai ba con mình đến đây đã kết thúc, thì con xin thay mặt các anh chị đã cảm ơn ba đã bỏ ra một khoảng thời gian cũng rất dài để chia sẻ những cảm nhận và những suy nghĩ và những kinh nghiệm của ba về những cái giống nho ngoại và cũng như là nho Ninh Thuận so sánh sự khác biệt như thế nào. Thì con thay mặt anh chị cảm ơn rất là nhiều. Thì thôi đến đây tôi cũng chia sẻ cùng các quý khách đó. Thì nếu mà mình muốn chọn những cái giống nho nhập và những cái nho của Ninh Thuận á, Dạ. thì các quý khách cũng phải chọn cho nó rõ cái nguồn gốc Dạ. đó, để mình quý khách là dùng nó yên tâm hơn Dạ. đó. Thì thôi đến đây tôi cũng xin chào các quý khách và hẹn gặp lại. Dạ Xin rồi. chào. Dạ con xin chào ba. Vậy video của em với ba đến đây là kết thúc. Các anh chị hãy like và share video của hai ba con em để tất cả các khách hàng và người tiêu dùng của Việt Nam có thể xem được video này để biết và so sánh được nho Ninh Thuận và nho ngoại nhập không rõ nguồn gốc cũng như là nho ngoại nhập có nguồn gốc rõ ràng để mình sử dụng một cách hiệu quả nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.